Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 8 cuốn tiểu thuyết Phản Trắc của tác giả Hoàng Đình Quang. Trong khi đó, Hào đang lặng lẽ trong ngôi nhà âm thầm của mình. Ngôi nhà âm thầm như chưa hề có cuộc sống sôi động đã từng đi qua. Và quả thật sự sôi động, mong manh và hiếm hoi đã qua đi. Qua đi một cách mệt mỏi và im lìm. Từ nhiều tháng nay, Kiệm không về nhà. Khoảng trời riêng của anh đã hình thành và cố định ở đâu đó. Hào xót xa nghĩ đến một ngày khi con giá trị. Bé Thúy đã đủ lớn, nó cũng có khoảng trời riêng. Và khi ấy, khoảng trời riêng của chị xuất hiện. Chỉ có điều khoảng trời con gái sẽ trong sáng, tươi trẻ, lồng lộng, thì khoảng trời của chị, của người mẹ sẽ vô cùng âm u, bí mật, mưu mô. Khoảng trời riêng của chị nó hình thù ra sao? Hào chưa nghĩ ra. Đột nhiên mất điện, căn nhà tối sập xuống, mèo và chó chạy ráo rác. Tiếng động từ ngoài phố cũng bất chợt trầm xuống, vắng lặng, đầy cảnh giác. Hào uể oải đứng dậy đi tìm nến. Khi đã có nến và chiếc bật lửa trong tay, Hào bần thần nghĩ ngợi. Tại sao phải thắp đèn nhỉ? Bóng tối giúp ta nghĩ được nhiều điều. Hào lên mò xô vài chiếc ghế nhựa. Trong bóng tối nó phát ra một tiếng động mãnh liệt, khiến con mèo gần đó kêu lên, hốt hoảng. Hào ngồi xuống, bóng tối làm chị dễ chịu. Khoảng trời riêng màu thanh thiên, thánh thiện, và cũng có thể khoảng trời của chị màu xám trí tuệ và màu xám đầy thủ đoạn. Những ý nghĩ như cục sắt nung nóng khiến Hào rụt ngay tay lại khi chạm phải nó. Nha Trang. Mùa thu Nha Trang nóng nảy như bọn sứa gặp mưa rào. Những con sứa ngụy trang mình trong nước biển vật vờ trôi, vật vờ kiếm sống. Mưa rào chợt đổ xuống dưới nắng mặt trời còn gay gắt, làm đám phù du trong nước xuất hiện. Cơ man là phù du. Những con sứa nóng bỏng ở đâu nãy giờ bỗng nhiều vô vàn. Chúng không cần ngụy trang, và nọc độc của nó cũng xuất hiện, rồi tăng lên, dữ dội và quyết liệt. Tại sao Hào lại hay nghĩ về Nha Trang? Bóng tối, những con sứa nóng bỏng đang ngọ nguậy trong trì. Những bóng tối chỉ đồng lõa với những âm mưu. Hào bồn chồn thắp lửa, ngọn lửa vừa bén vào tim cây nến, nó nháng lên rồi vụt tắt. Gió mạnh lùa theo cửa ngách vào bếp thông lên nhà. Lần thứ hai cũng không thành, bóng tối lại trở về như cũ, có phần đậm đặc, đen quánh hơn. Hào chuẩn bị đón nhận sự may rồi. Chị không đủ bản lĩnh để đón nhận sự may rồi thất thường, nhưng lại là như một đứa trẻ. Trẻ con chỉ thích ăn vụng, và bữa chúng ngúng nguẩy. Tiếng gõ cửa. Một lần, Hào giật mình ngồi dậy, nhưng vẫn ôm chiếc gối trong lòng. Một phút trôi qua, lại tiếng gõ cửa. Hào không còn giật mình, nhưng chị lúng túng chuyển sang ngồi trước bàn gương của khách sạn. Trước mặt Hào là hộp son phấn. Chị nhìn mình trong gương và bất chợt mỉm cười nghĩ về những con sứa. Tiếng gõ cửa lần thứ ba, Hào đứng dậy tiến về phía cửa. Được ba bước, Hào dừng lại, cố nhìn bộ đồ ngủ màu xám, thầm nghĩ có mỏng quá không. Hào rụt rè xoay nắm đấm cửa và hai má nóng ran. Tụ quăng mình lên giường, nhịp đàn hồi của tấm nệm làm người anh nảy lên thích thú. Hào ngồi trên ghế, nhìn ông giám đốc như nhìn một đối thủ, rồi không hiểu bằng cách nào họ quấn vào nhau. Không có tiếng nói, cũng không có tiếng động, hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp, đứt đoạn. Hào cố tránh những cái hôn tới tấp của Tụ và chị thành công. Dường như sự mở màn không làm Tụ thất vọng, bởi vì Hào lúc này đã tan ra như con sứa dưới mặt trời. Hào cũng biết mình đã thành con sứa nhắm mắt lại để tránh tia nắng rát bỏng của mặt trời. Con sứa gồng mình để có cố thoát khỏi bị tan biến. Bỗng dưng thật độc ác, hình ảnh ngôi nhà âm thầm hiện ra. Hào thấy mình ngồi trong căn nhà của mình, có Kiệm và bé Thúy. Họ không nói với nhau câu nào, họ cũng không nhìn nhau mà mỗi người nhìn về một hướng riêng. Con sứa trong người Hào đã gặp những giọt nước mưa rào trên biển Nha Trang. Hào có thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Tụ không? Làm gì mà giữ vậy?
chắc chết người ta quá. Tụi nheo mắt như đang thưởng thức một món nhậu. Thì làm cái việc ấy... Hà ngồi dậy, xốc lại mái tóc đã sổ tung, tiện tay kéo lại bộ váy liền áo, mỉm cười. Ngồi yên đấy. Những câu nói trống không thường giết chết ông thủ trưởng, nếu chẳng may ông ta có quan hệ bồ bịch với một cô nhân viên nào thuộc quyền. Đó là những mệnh lệnh. Những mệnh lệnh vừa dứt khoát vừa vô lý. Nhưng đây là Nha Trang, là khách sạn, là xa cơ quan, xa những con mắt quen biết, hơn 400 cây số. Tụ ngồi yên, nhìn thấy tấm lưng dài và cặp mông tròn đang nhấp nhô dưới làn vải xám của Hào đang đi vào nhà tắm. Tiếng nước xối làm Tụ xốn sang. Nhìn khuôn mặt bừng bừng của mình trong gương, Hào bắt gặp cái nhìn của chính mình. Nó vừa có cái vẻ của một đứa trẻ ăn vụng, láo cá, lại vừa là cái nhìn của kẻ đi đánh ghen, bắt gặp quả tang tình địch. Hào thấy bối rối, nhìn quanh. Hào cũng chưa biết mình tìm gì. Đây rồi. Một cái lưỡi dao cạo râu còn bọc trong giấy nến. Và đây rồi, một cái hộp giấy vỏ chai rượu, hình như của ngoại, hình như nhãn hiệu Mạc Ten. Hào hấp tấp và khéo léo cắt một mảnh hình tam giác, rồi chị luồn nó vào bên trong người, cẩn thận và chính xác. Hào mỉm cười, dụng cụ bảo vệ trinh tiết hình tam giác, khoảng trời riêng hình tam giác. Bỗng chị muốn khóc, nước mắt rớm trên mảnh mi. Khi đã có được cảm giác kích thích đến cao độ, bàn tay say cuồng của Tụ lần xuống phía dưới, bộ váy áo liền mỏng cánh chuồn của Hào có gây cho anh những cản trở. Nhưng bàn tay mềm của Hào tham gia vào ngăn chặn cùng với giọng nói khó nhọc. Đừng, đừng. Sao thế? Ở đây chỉ có anh với em. Đã bảo không được. Hôm nay bị... Tụ không tin. Anh cuồng bạo vật ngừa Hào ra. Và thật xúi quẩy. Bàn tay đụng vào miếng giấy cà tông hình tam giác. Đấy, không tin hả? Là người sai chiến thắng. Thất bại này làm nguội lạnh ý chí của anh. Tụ lặng lẽ rời Hào rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Nhưng không chiến thắng không có nghĩa là thất bại. Bằng mọi cách, trong công việc phải thành công, phải có thành tích. Dù biết chắc rằng đó là thành tích của kẻ tự nghĩ ra để tự sướng. Tụ lao vào phòng tắm. Chiến thắng rồi cũng phải có. Đó là thành tích của một con bệnh thủ dâm. Hào định châm nến một lần nữa, nhưng chị ngần ngại. Nghĩ lại kỷ niệm Nha Trang, mặt chị vẫn còn nóng. Chị muốn ngồi trong bóng tối lâu hơn nữa. Và nếu được, thì có thể mãi mãi. Bất ngờ điện có trở lại, làm Hào chói mắt. Cái nhìn đầu tiên của Hào là con mèo đang cậy lồng bàn. Nó định ăn vụng. Ông bộ trưởng đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe dưới cặp kính lão gọng vàng, nhìn người học trò của mình thiêm thiếp bất động trong một bọc vải bọc trắng toát. Sau lưng ông là Tổng Giám đốc Trần Khanh, cao lớn lênh khênh trong tấm áo choàng trắng mà bệnh viện bắt buộc phải mang khi tiếp xúc với giường bệnh. Trông ông như một vị bác sĩ thực thụ với khuôn mặt lạnh băng và hàm râu mới cạo nhẵn, phớt xanh. Tiếng o o từ một chiếc máy điện nào đó phát ra nghe não nề. Thời gian như căng ra, trực đứt. Bất chợt ông bộ trưởng rùng mình. Ông nghĩ đến tấm vải liệm. Chỉ khác ở đây nó màu trắng tinh khiết, vô cùng tuyệt đối, chứ không phải là màu cỏ úa. Có khi còn đẫm máu khô. Khoảng cách thời gian hơn 1/4 thế kỷ qua đi, không làm vơi những hình ảnh đau thương, chết chóc. Hai cuộc kháng chiến thần thánh đã đè lên vai ông. Cái còn lại là những tấm huân chương mà thỉnh thoảng vào những ngày lễ Tết gặp gỡ bạn bè, ông vẫn đem ra gắn lên ngực. Ông chỉ đeo phần cuống, những miếng cuống huân chương là những ký hiệu. Được cái nó không kêu sủng xoẻng tiếng kim khí va vào nhau, mà nó lặng lẽ âm thầm nhẹ như bấc. Vinh quang là thế. Bên trên khuôn mặt tái nhợt chụp mặt nạ thở oxy của Trịnh Quang Tụ là vầng trán cũng xanh nhợt. Nhưng ông vẫn nhận ra vẻ thông minh, tháo vát của một cậu bé liên lạc ngày nào, và cũng như những năm sau này, Trịnh Quang Tụ trở thành một chàng kỹ sư bằng đỏ. Ông không nghi ngờ cái vầng trán ấy đã trải qua hơn 30 năm. Nó có những nếp nhăn toan tính, âu lo, mà nó vẫn gần gũi bên ông từ những tháng ngày máu lửa. Cái ngày xưa trong trẻo ấy, có những đêm ông đã từng đắp cho Trịnh Quang Tụ tấm chăn đơn giữa rừng khuya giá lạnh. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm rừng,
Ông đã dừng lại cái nhìn âu yếm của mình trên vầng trán ấy, thiêm thiếp trong giấc ngủ binh nhì, vô tư và khờ dại. Bây giờ thì tụ đã đủ khôn ngoan, một thằng bé bật thiệp, linh hoạt và có đạo đức. Ông bao giờ cũng tin như thế. Ông tin vào con người. Nắm bàn tay nhỏ và mềm của Bích trong tay mình, ông bộ trưởng nói những câu ngắn gọn đầy ý nghĩa. Bích khẽ gật đầu và khóc. Tiếng khóc nén chặt cho số phận. Chiều nay cô có về nhà không? Bộ trưởng hỏi nhỏ. Dạ, có thể em sẽ tạt qua nhà. Đã 2 ngày nay em ở trong này rồi. Cố gắng đừng để xáo trộn quá mức. 4 giờ chiều nay tôi sẽ đến thăm cô. Nhân tiện muốn hỏi một vài điều. Bích ngần ngại. Vâng, nhưng em... Cô đừng ngại, tôi đến thăm cô thôi. Ông bộ trưởng lặng lẽ trở ra. Đến hành lang bệnh viện, ông quay lại nói nhỏ với Trần Khanh. Nhưng hình như là ông nói với chính mình, cũng có thể là ông nói với đám đông. Có thể nào tin được là bây giờ chúng lại bắn vào nhau. Những chàng trai, những ngài cán bộ, những trí thức tinh hoa của một dân tộc. Danh lợi, mưu toan, được mất đã thành những nẻo đường ma quỷ ám mất rồi. Trần Khanh lặng lẽ đi bên bộ trưởng, lặng lẽ lắng nghe, không biết nên nói như thế nào. Bộ trưởng nói tiếp. Lần này nói với Tổng Giám Đốc. Ông Khanh này, ông có khi nào nghĩ rằng trong bụng những thằng như thằng Tụ, thằng Tài, lúc nào cũng có sẵn một khẩu súng, thậm chí là một quả bộc phá? Trần Khanh không qua chiến tranh, đúng hơn là ông không tham gia vào quân đội, không được cầm súng và không biết bắn súng. Ông không biết sử dụng chúng, lại càng không biết thế nào là bộc phá. Chiến tranh đối với ông là một chuỗi ngày gian nan, cực khổ, đầy ải và đáng oán. Nó là một cuộc trường kỳ chạy trốn, là ẩn nấp, là sơ tán, là hoảng hốt, là băng bó và chết chóc. Ông căm thù chiến tranh. Ông có lý do để căm ghét chiến tranh. Ông cũng biết rằng ông căm ghét nó vì ông không có nó. Đôi khi ông cũng tự ngượng với mình, như một đứa trẻ không có được món đồ chơi thì đâm ra thù ghét kẻ có đồ chơi và cả cái món đồ chơi ấy. Ngày ấy, bây giờ và mãi mãi, ông ngưỡng mộ và kính phục những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nước. Ông coi họ là mình đồng da sắt, là hiện thân của lòng can đảm và ý chí tiến công. Từ sau ngày hòa bình lập lại, mỗi lần giao tiếp với những người anh hùng ấy, ông vẫn thường có ý nghĩ mặc cảm. Khi ông được học hành tử tế thì họ bắn nhau và chôn cất nhau. Khi bộ máy mới của một bộ, một công ty cần ông khiêm tốn, nhã nhặn, nhận lãnh trách nhiệm và chức vụ. Ông vẫn một lòng yêu ái và thân thiện với họ. Họ anh hùng, họ dũng cảm, nhưng họ không biết cách làm việc, không biết cách điều hành một guồng máy hòa bình, thậm chí họ cũng không cả biết cách nhún nhường tế nhị. Giao việc cho họ thì được đấy, nhưng rất dễ hỏng, và đã hỏng rồi. Trần Khanh vạn bất đắc dĩ phải qua mặt họ. Nhưng đến một lúc nào đó, việc ông ngồi vào vị trí lãnh đạo điều hành lại là tất yếu. Có lẽ ta cần phải xem lại công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ anh ạ. Nghe Trần Khanh nói thế, bộ trưởng nổi nóng, suýt nữa thì ông nổi nóng, nhưng đã kịp trấn tĩnh. Điều này làm nên sự kỳ diệu của ông. Nhưng không nổi nóng, không có nghĩa là ông không bày tỏ thái độ. Giáo dục cái gì? Và giáo dục thế nào? Giết người là bản năng, anh Khanh ạ. Giữa chiến thắng và giết người, có họ hàng thân thích với nhau. Khao khát chiến thắng và nung nấu hận thù cũng là bản năng. Anh và tôi, chúng ta đã giáo dục cho cán bộ những gì nào? Đạo đức, nhân bản, tình thương hay tôn giáo. Chúng ta luôn luôn thúc giục họ phải là một cán bộ giỏi làm ăn, có lời, có lãi, có phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Để có được miếng ăn, mỗi cá nhân đã phải thể hiện mình như thế nào? Trung thực, chân thực, thực thà đều có cùng nguồn cội, đều làm nên nhân cách. Nhưng mỗi nhân cách đã có những cái khác nhau, có khi thành bản chất. Trong khi đó tôi và anh lại mong mỏi họ trở thành những chiến sĩ cách mạng trung kiên, xả thân vì nghĩa lớn. Có đúng thế không? Vâng, đạo đức là phạm trù lịch sử, kiếm tiền là vĩnh viễn. Trần Khanh thẳng thốt. Chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn giữa cái tất yếu và cái có thể, giữa cái được và cái không được. Trần Khanh đi chậm lại ngang với bộ trưởng. Nói thật với anh, nhiều lúc tôi cứ nghĩ chúng ta đang làm cách mạng hay làm tiền. Bộ trưởng nheo mắt cười lộ vẻ hóm hỉnh thường thấy. Thế ông bảo làm cách mạng không phải là làm tiền à? 10 vạn phụ nữ đang làm trong ngành ngân hàng, trở là 10 vạn cô gái làm tiền hay sao? Đừng băn khoăn quá thế. Ông Khanh à, bộ trưởng nhìn quanh, thấy một chiếc ghế đá còn trống.
Ông có bận lắm không? Ta ngồi đây tí nhé. Mấy khi được thư thả ngồi công viên. Bộ trưởng khoác vai Trần Khanh đến bên ghế đá. Trần Khanh còn đang lưỡng lự thì bộ trưởng đã ngồi xuống. Giờ này các bệnh nhân đang trong phòng làm thuốc nên công viên bệnh viện vắng người. Mùi thuốc hăng hăng trong gió, có vẻ yên tĩnh nhưng xen lẫn lo âu. Ở mãi góc sân bên kia, một bệnh nhân đang ngồi trầm ngâm. Đó là một người đàn ông có tuổi, có lẽ là xấp xỉ tuổi của bộ trưởng. Ông đang ngồi trầm ngâm, nhìn ra ngoài đường phố. Có thể quá khứ dĩ vãng đang ào ạt chảy trong ông ta. Mà cũng có thể ông ta chẳng nghĩ ngợi gì. Ông ta cô đơn quá. Liệu có ai viếng thăm không? Tiếng ầm ào của xe cộ vọng qua bức tường cao, phủ kín cây vẩy ốc. Bộ trưởng đập tay mình lên đầu gối Trần Khanh. Ông Khanh này, hóa ra mình không có bệnh tật gì mới chết chứ. Trần Khanh cười thán phục. Anh tài thật đấy. Bất tài quân vương khí, đa bệnh cố nhân sơ. Bao nhiêu năm ở chiến trường, ăn hầm ngủ hào mà sao sức khỏe anh tốt thế? Cũng không tốt lắm. Không thấy có bệnh thôi, chứ không lấy gì bảo đảm. 60 năm rồi đấy. Mỗi lần vào bệnh viện thăm ai, mình lại tự hỏi bao giờ thì đến phiên mình. Nhất là khi đi dự đám tang một người thân. Anh bảo trẻ con thì lớn, còn người lớn thì già. À, thằng cháu nhà ông học ngành gì? Tổng giám đốc cúi xuống nhặt một mảnh giấy báo được gió cuốn đang bay về phía ông. Không biết con anh thế nào, chứ cháu nhà tôi chỉ một mực thi vào đại học tổng hợp khoa sử, nhất định không chịu thi vào đại học kinh tế quốc dân như gợi ý của mẹ nó. Còn ông, tôi không bắt ép chúng nó, nhưng ý kiến của vợ tôi là chấp nhận được. Bộ trưởng cười, con mình lớn cả rồi. Dạo thi vào đại học nó cũng không chịu nghe gợi ý của mình, nó học mỹ thuật. Hồi đó mình cũng khuyên nó học kinh tế, mà ông có biết nó nói với mình thế nào không? Bây giờ bọn trẻ con nhiều lý sự lắm. Nó nói thế này, mới tệ chứ. Con của bố không có năng khiếu làm nhà buôn, cũng chẳng có tài làm chính trị. Cả hai nghề đó đều phải có phẩm chất riêng. Mình hỏi phẩm chất gì, nó trả lời, gian. Tệ thật. Tệ lắm, nhưng mình không nạt nó, chỉ lặng im. Nó biết mình giận, muốn làm lành, nhưng lại giải thích. Làm chính trị muốn bền vững thì phải gian hùng, còn làm thương mại muốn giàu thì phải gian manh. Trần Khanh cười chua chát. Anh thấy nó nói có đúng không? Bộ trưởng nhìn tổng giám đốc bằng cái nhìn dò xét, xong ông lại nheo mắt cười. Ông hỏi mình câu hỏi khó trả lời, vì nó là câu hỏi vừa của đứa con nít mới lớn, lại vừa của một lão già từng trải tai quái, tốt nhất là không trả lời. À, này ông Khanh, có điều này mình cũng định nói với ông, nhưng chưa có dịp. Trần Khanh nhìn đồng hồ tay. Có ghê gớm không anh? Bộ trưởng nheo mắt nhìn lên những ô cửa bệnh viện, vẻ suy nghĩ căng thẳng hiện rõ trên vầng trán và sống mũi. Lát sau ông cúi xuống, cũng nhìn đồng hồ. Bảo ghê gớm thì cũng chưa đến nỗi, mà bảo là không có gì hoặc chuyện nhỏ thì hóa ra là sai lầm. Có bao giờ ông nhận thấy mình thỏa hiệp không? Trần Khanh chưa hiểu hết câu nói của cấp trên, ông im lặng để chờ bộ trưởng giải thích thêm. Cũng có người bảo mình thế đấy, và mình cũng nhận thấy mình có, ít thôi, nhưng có đấy, thế mới chết. Tất nhiên trong công việc, giao dịch bên ngoài, Trần Khanh dò xét. À, không phải là giao dịch hay là công việc đối ngoại, cái đó mình có đủ khả năng kiên định. Thỏa hiệp ở đây khá trầm trọng, nó làm cho một bộ máy của mình chuyển động một cách chủ quan. Một ông tướng già cấp trên của mình ngày xưa, này đã nghỉ hưu, có nói với mình như thế này. Các cậu đang thỏa hiệp với mình, với cấp dưới và cấp trên của mình rồi đấy. Cậu khoanh vùng cho cấp dưới để nhận lấy lợi ích. Ông ta nói thêm, sự kính trọng cũng là lợi ích. Vừa rồi mình có ký cho cơ quan bộ thành lập một công ty du lịch. Ông cũng biết nó rồi đấy. Nói thật nhá, mình đã suy nghĩ về cái công ty ấy. Có cũng được, mà không có cũng được. Nhưng anh em cứ đề đạt mãi. Mình giải thích mức độ không cần thiết của nó, nhưng lại nhận được những lời tán dương về nó. Đập ra mình cũng ký để cho nội bộ được yên. Đến bây giờ thì mình nghĩ cái công ty ấy nó có cũng chết, mà không có nó cũng chết. Làm canh đầu tiêu, khổ thật. Trần Khanh giật mình. Đây là điều ông ta đã nghĩ đến, đã tự chất vấn mình. Không ngờ cấp trên của mình, một ngày bộ trưởng cũng băn khoăn về hiện tình này. Đã có lần ông bộ trưởng khoanh vùng cho mình dưới hình thức cá nhân phụ trách. À, thật xấu hổ. Bộ thằng tụ này càng chứng tỏ mình quan liêu, hỏi đến cái gì cũng không biết. Cũng phải chờ cấp dưới, làm lãnh đạo hành chính dân sự thật là khổ tâm. Bỗng bộ trưởng ngồi xoay mặt vào Trần Khanh. Ông cũng thế, ông tổng giám đốc ạ. Ông khoanh vùng trách nhiệm để nó cát cứ, nó chủ quan. Tính mệnh của nó là quan trọng. Đồng thời, một cái gì đó còn ghê gớm hơn.
Trần Khanh cúi đầu im lặng. Một bệnh nhân tâm thần đang đi ngang qua, tò mò nhìn hai ông cán bộ đang làm gì nhau, như là tâm sự. Người bệnh cười ngờ ngạch, đáng thương. Ông bộ trưởng cười với người điên, còn người bệnh thì lại nhìn Trần Khanh một cách chăm chú. Nào, thôi, tạm biệt nha. Bộ trưởng đứng dậy, xe nó đợi mình cũng lâu rồi đấy. Trần Khanh vẫn thấy băn khoăn. Tôi muốn anh cho ý kiến về vụ này. Thôi, thế đủ rồi, anh bạn già ạ. Trưa mai tôi phải đi Trung Đông. Khi nào về ta bàn sau. Tôi chỉ nhắc kết tổng của ông rằng, đồng hương, đồng môn, đồng ngũ, tuổi tam hợp, chính là bè phái, là cánh hậu, là vô nguyên tắc, là cơ hội. Không cẩn thận, sẽ dẫn đến suy tàn, sụp đổ đấy. Súng nổ ta còn nghe thấy, nhưng dao găm đâm vào lưng nhau, bọn mình không nghe được tiếng của nó đâu. Tòa cao ốc nơi chi nhánh công ty Trandeco đặt văn phòng vẫn như mọi ngày. Một nửa thân mình nó phơi ra trước ánh nắng chói chang nhức mắt, nửa kia là vấp phới những lá cờ của nhiều quốc gia đủ màu sắc, còn những cái khuất lấp dưới tán cây dầu, phượng vĩ. Mỗi khi có một chiếc xe tải nặng chạy qua dưới lòng đường, dưới chân nó, tòa nhà rung lên, đầy vẻ sợ sệt. Ngô Kha bước vào cửa phòng, Hảo đã chạy sang nói ngay. Bộ trưởng hỏi anh đấy, anh Kha, anh sang ngay đi. Quàng cái túi nặng trịch, gia tài lưu động của mình lên bàn, Kha mệt mỏi hỏi lại, sang đâu? Phòng tổ chức, bộ trưởng đang ngồi bên đấy. Kha vẫn ngồi ở ghế của mình, nhìn Hảo nheo nheo. Bộ trưởng có việc gì mà cần gặp tôi? Hóa ra tôi lại quan trọng đến thế cả. Hảo đến đứng sát bên Kha, làm anh cảm nhận được cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Em nghe nói bộ trưởng cần một người biết nhà anh Năm, bạn anh Năm. Nhà Năm tụ thì thiếu gì người biết. Trưởng phòng tổ chức hành chính đây, chơi với sếp tôi cũng hơi ngại. Đây lại là sếp quá lớn. Kha vừa nói xong ngẩng lên, bắt gặp chính ủy Đức Hoàn vừa bước ra. Kha nhận ra ngay, ông không khác ngày xưa bao nhiêu, chỉ có khuôn mặt hồng hào hơn và mái đầu bạc trắng. Cậu là Kha. Kha đứng dậy trịnh trọng như người lính năm xưa. Báo cáo thủ trưởng, tôi, Kha đây ạ. Cậu đã chơi với sếp bao giờ chưa? Bộ trưởng nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói của ông vẫn chứa đựng một nụ cười thân mật, hài hước. Kha lúng túng, nhưng anh vốn là người đã từng hiểu tính nết bộ trưởng, anh tự tin. Báo cáo thủ trưởng, nhiều rồi chứ ạ? Nhiều là bao nhiêu? Cậu là bạn của tụ phải không? Vâng. Ngày trước, chúng tôi ở cùng một trung đoàn, rất cần nhau. Ông quay sang nhìn Hảo đang rụt rè trong góc phòng. Cô thấy tay này lau cá không? Nhiều người cầu cạnh để được làm quen với bộ trưởng không được. Thế mà hắn dám bảo ngại chơi với sếp. Hình như các thủ trưởng của cậu đều là những tay khó chơi phải không? Kha nghĩ không nên đối thoại bông đùa với bộ trưởng nữa. Anh nhũn nhặn. Thưa thủ trưởng, hôm nay thủ trưởng đến đây, lại hỏi riêng đến tôi. Vậy thủ trưởng đến với tư cách là chính ủy hay là bộ trưởng ạ? Cậu thấy tư cách nào tiện hơn? Dạ, với tôi thì tư cách nào cũng vậy. Trước sau, tôi cũng là người lính dưới cùng. Bộ trưởng không cười nữa, đến vỗ vai Kha. Đi với mình đến nhà cậu tụ, được không? Vâng, được ạ. Nhưng tôi sợ giờ này không có ai ở nhà. Mình đã hẹn cô Bích rồi, nào ta đi. Chào các cô nhé. Lên xe, bộ trưởng bảo Kha chỉ đường cho tài xế. Nhà tù ở khu đó thuộc quận nào Kha nhỉ? Dạ, quận 13. Một quận mới được thành lập, trước đây thuộc huyện ngoại thành. Bộ trưởng ân cần hỏi thăm chuyện gia đình, vợ con Kha. Anh trả lời dài dặt, khiến ông đâm cáu. Cậu có vẻ cảnh giác với cả mình đấy nhỉ? Cái gì làm cho một anh trung đội trưởng tà xung hữu đột, ngày xưa trở nên dè dặt, yếm thế thế? Kha khẽ cười một mình. Dù sao tôi cũng đang phải tiếp truyền một ngài bộ trưởng, thành viên chính phủ. Ngày xưa tôi đã ngồi cùng băng, ngủ cùng hầm với một đồng chí chính ủy. Lúc đó tôi có thể giải bày tâm sự. Bộ trưởng im lặng nhìn hàng quán, phố xá trôi vùn vụt ngoài cánh cửa xe. Tất cả cứ như trong chóng, quay cuồng hối hả và tất bật. Đúng thật, cái ngày xưa thân ái đó, cái ngày mà quan với lính cùng chịu chung trách nhiệm và số phận, mọi chuyện rạch ròi, dễ nói hơn. Ông chợt nhận thấy một khoảng cách xa vời giữa chiến tranh và hòa bình. Không chỉ là thời gian, hoàn cảnh hay là tuổi tác, mà cả tấm lòng cũng đã đổi thay. Ngày xưa mình được mọi người tin, còn bây giờ mình được mọi người nghi ngờ. Chính các cậu cũng nghi ngờ mình phải không? Kể ra sống cũng khó nhỉ. Vâng, thưa thủ trưởng. Kha này, anh em trung đoàn mình còn sống trở về, cậu biết còn nhiều không? Dạ,
Tôi cũng không biết hết. Nhưng hàng năm, gặp nhau cũng được gần 20 người. Có lẽ đấy là số anh em ở lại thành phố này, nhưng mà... Bộ trưởng quay sang nhìn Kha chăm chú. Cậu định nói cái gì? Có lẽ là ngoài tụ ra, là người được học hành đến nơi đến chốn. Số còn lại vất vả lắm. Ngay cả nhà tụ cũng có một anh cùng học lớp trung đội với tôi. Thế à, bây giờ cậu ấy làm gì? Đơn giản lắm anh ạ, chạy xe ôm. Bộ trưởng lại nhìn ra đường, nhưng dường như ông mải nghĩ về những cái gì đó mà không chú ý đến những cái gì đang trôi tuột ở bên ngoài, trên đường phố. Lát sau ông quay lại. Vào thăm gia đình cô Bích một lát. Anh em mình tìm chỗ nào ngồi với nhau một buổi tối được không Kha? Sợ Bích giữ lại ăn cơm. Không, nhà cửa đang bối rối như thế, cơm nước gì? Bích là em gái Bảo, cái cậu Việt Kiều lái xe cho anh đấy, anh còn nhớ không? Đột nhiên Kha chuyển sang gọi bộ trưởng bằng anh. Ngày xưa cũng thế, họp hành thì gọi chính ủy là thủ trưởng, còn khi gác đổi lên nhau, dưới hầm kèo, Kha và nhiều anh em cũng vẫn anh tôi với chính ủy. Mình biết rồi, tội nghiệp cậu Bảo, hồi đó nó với thằng Tụ không hục hạc nhau. Chắc nó chưa xuống đơn vị đâu. Lúc ra Bắc nhận công tác, mình tìm Bảo thì nó vừa hy sinh. Chúng nó bắn nhau hụm dỗ cậu Bảo chứ gì. Thế ra là anh cũng biết cả rồi. Sáng nay, mình với ông Khang vừa ở bệnh viện, chỗ thằng Tụ nằm. Chắc nó khó qua khỏi. Bỗng dưng Kha thấy buồn. Lòng anh chịu nặng, nỗi buồn rất không rõ rệt. Nếu Tụ có mệnh hệ nào, hỏi Kha có buồn không, thì chắc chắn là buồn. Nhưng bảo là nó đè nặng lên anh, thì không hẳn. Tụ phải trả giá cho cái giá của anh ta. Cái đè nặng lên anh chính là câu hỏi. Tại sao bây giờ họ lại bắn vào nhau, giết nhau, hành hạ nhau, phỉ báng nhau là bản năng? Biết thế nhưng nếu lấy bản năng mà xử nhau thì thật bi kịch. Kha biết sau này, khi đã có một ít quyền lực, Tụ đã hành xử theo bản năng nhiều quá. Đến nỗi anh ta đã bị mở mắt. Bản năng thì không hẳn là xấu, chỉ đáng thương thôi. Nhưng tỉnh táo quá, kỹ càng quá, thì có khi lại thiệt thòi. Tiến sĩ Han đấy. Nhớ tới Han, Kha hỏi bộ trưởng. Anh có thích ăn thịt chó không? Bộ trưởng cười giòn. Sao lại không? Ở đâu? Có ngon không? Gần nhà anh Tụ thôi. Tôi cũng mới ngồi 2-3 lần. Theo tôi là ngon. Chế biến đúng kiểu, rượu đúng kiểu, rượu ngang. Được, tớ với cậu thôi, hay là có ai nữa? Có thể có cả ông tiến sĩ chạy xe ôm, vốn dân 271, người mà tôi vừa nhắc đến. Kha nói với tài xế. Đó, tới ngã ba trước mặt. Rẽ vào con đường bên phải, bác tài, sắp tới nơi rồi, độ 500 mét nữa. Căn biệt thự màu hồng phấn ẩn sau rặng cây viết âm thầm hơn mọi ngày. Tiếp bộ trưởng với một bộ mặt nặng trĩu, lo âu. Bích ngồi khép nép ở góc bộ ghế bành đồ sộ. Kha lặng lẽ quan sát phòng khách. Anh lại nhìn lên cái giá chứa những khẩu súng đủ kiểu, đủ loại, đã không còn nữa. Công an họ lập biên bản thu giữ hết cả rồi. Bích nhỏ nhẹ, em cũng mong chỉ có thế. Nhưng bây giờ thì đã muộn. Đây vừa là bộ sưu tập có giá trị tinh thần, nhưng cũng là một tài sản lớn của Tụ, Kha nghĩ. Từ khi bước vào Top Red Capital, Tụ đã để nhiều thời gian và tiền bạc để sưu tập bộ võ khí này. Tụ chơi ngông, nhưng chơi sang. Không phải như những kẻ giàu có mới phất khác. Chơi, nhưng không biết chơi. Tụ chơi súng chơi đạn vì anh là chiến binh thực thụ. Tụ bắn giỏi và hiểu biết về vũ khí. Chỉ tiếc anh không hiểu biết gì về con người, kể cả chính anh. Bích nói, cả anh đến thăm em rất buồn. Khi anh Tụ chưa mắc nạn, em cũng mong các anh lắm. Bỗng Bích quay sang Kha, giọng trách móc có phần gay gắt. Thủ trưởng Hoàn ở xa, lại bận nhiều việc em không dám nói. Nhưng anh Kha, ở ngay đây, lại làm việc bên cạnh anh Tụ em. Thế mà từ ngày em dọn về nhà này, anh ấy còn không thèm đến. Có, tôi có đến rồi, chỉ trách thế là oan tôi đấy. Được một lần, em nhớ hôm ấy tân ra, anh cùng đi với anh em trong cơ quan. Còn sau này, có thấy anh đâu? Em buồn lắm, em chẳng hiểu gì về nhà em hết. Anh ấy làm gì, đi đâu, chơi với những ai, em đều không biết. Kha chống chế. Anh ấy bận mà, tôi cũng bận. Bích vẫn chưa thôi trách móc. Em nghĩ anh Kha là người biết rõ về anh Tụ nhất. Thế mà anh không chịu khuyên can. Ngày nhiều hôm dỗ anh Bảo, anh cũng không tới. Nếu hôm ấy có mặt Kha,
chắc là anh tụ em không bị thằng Tài bắn. Im lặng, một không khí oán trách pha lẫn tang tóc bao trùm căn phòng. Kha thấy ngột ngạt, anh muốn thoát ra. Cũng may, ông bộ trưởng sau khi thăm hỏi tình hình gia cảnh các con của Bích, ông nói: "Nghe tin xấu này, tôi tranh thủ vào thăm cô và để biết một số tình hình. Tôi rất đau lòng, xin chia sẻ nỗi buồn bực này của tôi, một thủ trưởng cũ của tụ. Mong rằng mọi chuyện sẽ qua đi, êm đẹp." Ông đưa mắt sang Kha, rồi lại nhìn Bích. "Nhân đây tôi có một câu chuyện riêng, muốn hỏi thêm cô. Có gì cô cứ nói hết." Kha hiểu ý, anh đưa mắt nhìn quanh và làm như vô tình phát hiện ra cái gì đó. "Vườn nhà chị Bích rộng nhỉ? Nghe nói anh tụ sưu tầm được cả một cây tùng Brazil." Kha đứng dậy ra sân. Từ đây, vô tình anh nhìn ra ngoài song sắt, bắt gặp ngay cái dáng đi tuyệt đẹp của Mỹ Liên. Hình như cô dừng lại, nhìn cái nhìn ngờ vực vào ngôi biệt thự màu hồng phấn. Một chút dao động ập đến. Kha muốn ra khỏi cánh cổng này quá. Sản Huê được một ven hết hồn khi thằng bèo trột chạy đến sòng bài thông báo: "Có một ông quan bự lắm, từ nhà ông Năm vào quán mình." "Hả?" "Từ trong nhà ông Năm đi ra, có công an theo không?" Sản lo lắng: "Em không biết, nhưng mà xe hơi láng cóng, biển số quốc doanh." Sản duỗi quần đứng dậy, giọng thì thào: "Mày thấy có anh tiến sĩ ở nhà chứ?" Thì ra dù là ma cô hay mặt dỗ, đầu gấu, đâm thuê chém mướn, đều sợ quyền lực. Quyền lực ở đây không phải là dao găm mã tấu như của cánh thằng Tư Khỉ hay thằng bé lãi hầm cá rồ. Những cái đó là đồ bỏ, đồ chơi con nít. Đây là xe hơi, là quốc doanh. Quyền lực thể hiện ở uy vũ, không bày ra cho người ta nhìn thấy, nhưng có sức nặng ghê gớm, có thể đè bẹp cả một cuộc đời, thậm chí một dòng họ, một dân tộc. Sản Huê tức tốc chạy về, nhìn thấy Kha, hắn cười hát ra: "Tưởng ai? Xe của anh hai hả?" Kha kéo ghế mời Sản Huy ngồi trước mặt bộ trưởng. "Đây là anh Sản, người Hà Nam, chủ quán." Bộ trưởng chìa tay ra cho Sản Huy. Hắn bối rối chùi tay vào bụng áo thun, rồi đứng lên chìa cả hai tay ra. Mắt liếc nhìn sang Kha về cầu cứu. Kha cười: "Đây là ông Đức Hoàn, thủ trưởng cũ của mình, thủ trưởng của mình và của tiến sĩ Han. Này anh Sản, không biết ông tiến sĩ có nhà không nhỉ? Chú nào đi kêu dùm bảo có anh Kha." "Con đi." Thằng bèo chỉ đợi có thế, nó phóng ngay đi như một con thỏ con rồi biến vào bụi rậm, thật dễ mến. Sản Huê tỏ ra lịch sự bất thường, hắn uốn giọng theo những câu học được trong phim võ hiệp Hồng Kông: "Dạ, chả mấy khi sếp, dạ thủ trưởng đến thăm tệ quán, chẳng hay thủ trưởng dùng món gì để tiểu nhị phục vụ." Trong khi Kha nín nhịn thì bộ trưởng Hoàn cười rất to. Ông cười hồn nhiên như trẻ thơ, như lính tráng. Hình như đã từ rất lâu, ông không được cười như thế. Mãi sau ông gỡ kính, lấy khăn mùi xoa ra lau mà vẫn còn cười. Tiểu nhị cứ nghệt người ra, không hiểu, khiến cả Kha cũng không nhịn được cười. "Chờ chút nữa, tiến sĩ Han ra sẽ gọi nhé. Ông tiến sĩ là tay sành ăn lắm, Sản nhỉ?" Sản Huê vâng dạ rất lễ phép vào nhà. Kha nhìn theo và bắt gặp bộ mặt đỏ lòm vết chém của thằng Tư Khỉ. Nó chưa chết, Kha thầm nghĩ. Trà thuốc thang gì? Hay thật. Anh nghe nó hỏi Sản: "Anh hai, thủ trưởng là gì?" Tiếng Sản Huê: "Đồ ngốc, có thế mà cũng phải hỏi. Là sếp, hiểu chưa? Ngày xưa cán bộ cộng sản gọi sếp của mình là thủ trưởng, còn bây giờ họ kêu thủ trưởng của mình là sếp." Thằng Khỉ: "Anh hai giỏi quá, cái gì cũng biết. Chuyện, tao quan của học, nó khác với mày chứ." Hai thầy trò bộ trưởng nhìn nhau cười. Kha bỗng thấy mình có gì không phải với thủ trưởng cũ của mình. Đường đường là một ông bộ trưởng, ai lại ngồi ở cái quán thịt chó bờ sông như thế này, coi sao được. Hình như nhận thấy vẻ băn khoăn của người lính cũ, ông Đức Hoàn chủ động: "Ở Hà Nội, thỉnh thoảng có lúc rỗi rãi, các cậu ấy cũng rủ mình lên đê sông Hồng. Ở đó tập trung nhiều quán. Họ đặt là Liên Hiệp Cầy Tơ, nhưng không ngon. Hơn nữa ăn thịt chó mà cầu kỳ quá như ăn tiệc Tây Âu, mất hết cả hương vị." Kha nhìn bộ trưởng nói bằng một giọng biết ơn: "Tôi sợ anh ra đây không hợp." "Vậy, cậu nhớ câu của Mark chứ? Không có gì thuộc về loài người mà xa lạ với tôi. Mình còn hơn các cậu. Được ăn thịt chó Triều Tiên rồi, chả ngon. Trung Quốc toàn thuốc Bắc, sang Liên Xô, đến nước Cộng Hòa Tác Hích cũng có thịt chó, thế mới hay chứ." Bỗng đầu có tiếng thằng bèo trột ngân nga: "Tiến sĩ tới." Lê Quốc Hán có cái vẻ tề trình của một anh xe ôm bất đắc dĩ phải đi ăn đám cưới. Áo sơ mi kẻ caro màu cà phê dầu dầu,
mái tóc chải rẽ đường ngôi lật sang bên, để lộ một bên trán gồ ghề. Hàn đứng sững lại nhìn bộ trưởng Đức Hoàn, rồi dường như đứng nghiêm hẳn. Anh! Bỗng dưng trong giọng nói ấy biểu lộ sự nghẹn ngào. Hắn đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay của bộ trưởng, rồi ngồi xồm xuống trước mặt ông. Anh! Nghe các cháu nói cậu Kha này đưa ông xếp lớn nào đó từ nhà Nam Tụ đến. Em nghĩ một nhân vật nào đó, không ngờ lại là anh. Bộ trưởng đỡ hắn dậy, chỉ vào ghế. Ngồi lên đây, cậu vẫn nhận ra mình à? Giỏi nhỉ? Anh không khác ngày xưa bao nhiêu. Chỉ có mái tóc bạc trắng và sức khỏe thì có vẻ như là tốt hơn. Kha gọi Sản Khuê ra, nói mấy câu vắn tắt rồi quay sang nói với Hàn. Anh Hoàn bây giờ là bộ trưởng của chúng mình. Cậu nói là bộ trưởng của nhân dân, của chính phủ, chứ sao lại của các cậu. Anh thấy nó nói có chuẩn không? Bộ trưởng xua tay. Chuyện đó có gì là quan trọng? Này, có phải cậu là cái tay đi học trường H10 rồi lấy trộm sắn của kinh tài không? Hàn cười hành hạch. Hey, dạ đúng, anh đã kỷ luật, đưa em xuống làm tiểu đội trưởng. Không phải mình kỷ luật cậu, mà đó là kỷ luật quân đội. Cậu giận mình à? Sao lại giận anh được? Vì anh đúng, em sai. Kể ra thì ngay lúc đó chưa nhận ra cái sai ngay đâu. Nhưng sau này... Bộ trưởng thích thú lắng nghe, còn Han thì đang nghĩ không biết có nên nói ra hay không. Sau này mới nhận ra. Vâng. Sau này, sau ngày giải phóng, anh tính lên thay anh làm chính ủy đã ra lệnh. Làm lại lý lịch quân nhân, xóa hết mọi dấu vết kỷ luật. Ông tính bảo, đi được hết chặng đường này, không ai là người xấu. Kha nhớ không? Bộ trưởng ngậm ngùi. Mình có gặp lại tính, cậu ấy bị ung thư gan, nằm viện quân y 110, đã mất cách đây mấy năm. Kha nói, bọn tôi có nghe tin, nhưng ở xa quá. Với lại cũng nhờ đó mà sau ngày giải phóng anh em ra quân dễ dàng. Han vẫn tiếp tục. Sao thế? Bộ trưởng hỏi lại nghi ngờ. Han cười, vì em là thượng sĩ, nếu em làm cán bộ trung đội, em sẽ được phong quân hàm thiếu úy. Là sĩ quan, thì năm 77 xuất ngũ chuyển ngành làm sao được, chiến tranh kề ngay trước ngõ biên giới. Bộ trưởng gật đầu, dạ thế. Rồi ông hỏi tiếp, cậu không thích ở trong quân đội à? Nói không thích thì cũng không phải, sau này phân phối nhà cửa đất đai cho sĩ quan quân đội nhộn nhịp lắm, ai cũng có phần. Thế là con vợ cũ của em nó nhảy dựng lên, sao ông ngu thế? Cửa bộ đội có phải giờ này cũng có được vài trăm mét đất rồi không? Bán đi một nửa, đắp lên mái thành căn nhà phố mặt tiền. Em mới điên tiết lên, rộng cho một cái bạt tai. Mấy trăm mét hay là 2 mét? Tham vừa thôi chứ. Hàng ngàn thằng bỏ mạng trên biên giới kia sao không lên đó mà tị? Han cười, ngần ngấn nước mắt. Bộ trưởng Đức Hòa lại gật đầu. Cậu nói đúng, nhưng tại sao lại đánh vợ? Cậu có phải thích đánh nhau lắm nhỉ? Han đưa tay lùa vào mái tóc bù xù của mình chữa ngựa. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất em đánh vợ. Sau đó hai đứa ra tòa ly hôn. Căng thẳng đến thế cơ. Tiến sĩ cười khùng khục, trái táo ăn bụng từ thời hồng hoang chạy lên chạy xuống như con thoi. Em nói chuyện này anh đừng cười. Kha cũng không biết đâu, chúng em lấy nhau được mấy tháng. Vì không muốn lệ thuộc vào gia đình vợ. Dù gia đình vợ em rất khá giả, nên em ra ở nhờ một căn phòng vốn là căn nhà gác gian của ngôi biệt thự chia ra cho nhiều người. Nhưng năm đó rất gian khó. Mọi người ai cũng phải làm cái gì thêm để sống. Đội thành lúc đó, Kha nhớ không? Người người nuôi heo, nhà nhà nuôi heo. Bọn em tuy vợ chồng son nhưng cũng thu xếp một góc để nuôi được 2 con heo. Tất cả tiền lương, tiền thưởng đặt cả vào đấy. Người thì giáng ăn mà kham khổ để dành nuôi heo. Vợ em vốn con nhà được nâng niu nhưng cũng rất ham nuôi heo vì nó hứa hẹn có một khoản thu nhập kha khá. Rồi đến hôm ấy là ngày giỗ bố em. Ông cụ mất từ trước ngày hòa bình năm 75. Em dặn vợ ở nhà ngâm gạo đặt một chõ xôi, còn mọi thứ chờ em đi làm mua về. Đến chiều em về, anh có biết vợ em nó làm thế nào không? Tiến sĩ ngừng lại một lát rồi anh cười, nụ cười như mếu. Vợ em nó làm thế này. Nồi nước đáy ở dưới chõ xôi là nồi cắm heo. Rồi đến cái chõ xôi ở giữa. Trên cùng thấy có hơi nóng. Nó đem cái váy của nó đặt lên hong cho khô. Kha bật cười sằng sặc, đến nỗi văng cả nước miếng ra bàn, khiến anh phải chạy ra ngoài, mà tiếng cười sằng sặc vẫn không dứt. Còn ông bộ trưởng thì ngồi nhìn Han cười tủm tỉm, mặt ông đỏ lên vì cố nhịn cơn buồn cười. Tiến sĩ Han ngơ ngác như một kẻ mất hồn nhìn bộ trưởng. Sao anh lại cười? Anh không tin em à? Ông xua tay. Khó tin quá, nhưng mà thôi, tạm tin câu chuyện của cậu. Một lúc sau Kha vào vẫn còn cười. Cậu làm tớ đến chết cười mất. Bỏ nhau rồi mà còn kiếm chuyện bồi bác. Chuyện thật đấy.
Thế rồi bữa cúng dỗ cũng êm xuôi. Em sắp một mâm cơm, mời mấy anh em thân thiết đến chơi. Cuối cùng thành hai mâm. Đồng thế cả, Kha hỏi thật tình. Đến đây thì tiến sĩ cười vô tư. Không, một mâm cỗ với mặt vợ mình là một mâm nữa là hai. Ông bộ trưởng cầm cái ly lên giữ giữ trước mặt Hàn. Cậu cũng quái đản lắm. Bây giờ thế nào? Là chuyện vợ con của cậu bây giờ ấy. Hàn cười cười, gân mặt như giãn ra, hàm răng trắng loá, Kha xen vào. Cô vợ sau của hắn còn trẻ và đẹp lắm. Hàn quay sang đưa mắt, cậu chỉ đoán mò, đã gặp bao giờ đâu mà bảo đẹp hay xấu. Mình nghe người ta nói, cái cô Mỹ Liên bán cà phê khen lắm, đàn bà mà đã khen nhau thì không phải chuyện thường. Giỏi nhỉ, cậu đào hoa thật đấy. Bộ trưởng khen Hàn một cách nhiệt thành, có con chưa? Em được một cháu gái lên ba, đang đi nhà trẻ, còn cô vợ trước ăn ở với nhau hơn chục năm, có một cháu gái. Hàn bỗng ngậm ngùi, cháu chẳng may bị mất lúc 6 tuổi vì bệnh sốt xuất huyết. Hàn im lặng, nỗi buồn rung nhẹ trên hai vai. Lúc sau anh tiếp. Thế rồi cô ấy bỏ em, đi lấy người khác. Cũng có con rồi. Nói thật với thủ trưởng, vợ em bây giờ vốn là một cô gái bán bia ôm, dân nhà quê, Bến Tre. Em nghĩ số mình nó long đong. Cô vợ trước của em là tiểu thư, con nhà đại cát, có nhà mặt phố, bố làm to. Em xin lỗi anh, không phải ai làm to cũng khó chơi cả đâu. Mà là chúng em không hợp nhau. Có lẽ em chỉ hợp với những người ở dưới đáy xã hội. Thấy bộ trưởng chăm chú lắng nghe một cách căng thẳng, Kha sợ ông Phật Ý nói thêm vào. Quan điểm của hắn cũng không giống người ta đâu anh ạ. Cậu ấy cho rằng đã lấy vợ thì phải chọn người đẹp. Tính tình đạo đức không thành vấn đề. Vợ đẹp thì con đẹp. Đạo đức có xấu thì sửa. Phần nhiều do giáo dục mà nên. Còn cái đẹp không ai dạy mà cũng chẳng ai học được. Bộ trưởng trầm ngâm. Cũng lạ đấy nhỉ. Thế sao đang làm báo, cậu lại thôi việc để ra chạy xe ôm? Cũng không hợp à? Có lẽ thế. Em nghĩ đã đi buôn thì phải ăn gian nói dối, còn làm báo thì phải chấp nhận ăn không nói có, ăn cắp ăn trộm em có thể chơi được, còn hai cái đó thì không. Bộ trưởng gay gắt. Quá thể, cậu đúng là một tay gàn. Lính tráng về sau chiến tranh đến một nửa là thương tật về cơ thể, còn lại thằng nào cũng gàn dở, thương tật ở tâm hồn. Cả cậu như thế thì ai người ta chịu nổi? Kha thấy lo lo. Ngồi nhờ ông Đức Hoàn Phật Ý thì chẳng ra làm sao. Nhưng vừa hay, Sản Huê bưng một mâm thịt chó đầy đặn ra. Mới nhìn Kha không nhận ra Sản, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đàng hoàng. Mọi ngày hắn toàn cởi trần phơi bụng. Sản Huê và đặc biệt là hai thằng ma cô bèo chột và tư khỉ và cả cô vợ xương với hoa của Sản đều bí mật quan sát ba người nhậu. Bọn họ rất cần biết xem ông thủ trưởng bữa ăn nhậu như thế nào. Và họ càng ngạc nhiên khi thấy ông cùng với tiến sĩ Hàn và ông bạn Kha của tiến sĩ cũng ly lách cách rôm rả. Ông ta uống, ông ta gắp, ông ta cười cười nói như hai người kia, nghĩa là cũng y như chúng ta. Sản Huê kết luận. Và đem nói điều này với đàn em. Lâu nay nhờ tivi và họ chỉ thấy các ông ấy qua màn hình rất gần, rất rõ nét, nhưng chẳng làm gì được ông ấy. Có một lần nhậu say vào, ông giả vợ của Sản Huê đã chửi một ông nào đó trên tivi. Ông bị chửi lại cười, cười rất tươi, rất mãn nguyện, khiến cho ông già cụt giò, phế binh tám kiệu, càng lên cơn tức. Ông ta chửi nữa, tất nhiên ông ta bắt con cháu phải đóng cửa lại rất kỹ, để rồi cuối cùng ông lão say kết luận. Chửi khuất mặt cũng tổn thọ lắm chứ. Trong khi đó ở bàn nhậu, mọi chuyện trở nên vui vẻ trở lại. Ông bộ trưởng hỏi, cậu là tiến sĩ từ bao giờ? Anh ơi, từ trẻ con khu này nó gọi em là tiến sĩ Hàn, là thế em giống một nhân vật ở trong phim Hàn Quốc đấy thôi. Ông rất khoái chí, còn nói thêm như một nhận định. Quả là phim ảnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là những nơi còn nghèo và lạc hậu, văn hóa thấp. Mà cậu cũng có vẻ là một tiến sĩ thần học, mình muốn đến thăm chỗ ở của gia đình cậu, được chứ, tiến sĩ? Hàn lại gãi đầu. Thực tình em cũng muốn mời thủ trưởng đến nhà, nhưng ngặt nỗi nhà em chật chội và lộn xộn quá, nên không dám. Đến thẳng Kha đây em cũng chưa dám cho nó biết nhà. Thôi được rồi, ông Đức Hoàn xuề xòa. Cậu đã không muốn mời thì chúng tôi cũng chả ép, phải không Kha? Anh ngồi với chúng tôi như thế này đã là phiền cho anh quá lắm rồi. Mà tôi xin hỏi thật anh nhé, rất nhiều cán bộ, những người danh tiếng và giàu có kiêng không ăn thịt chó, mà sao anh không thuộc trong số họ? Thế các cậu có biết họ sợ cái gì mà phải kiêng không? Bộ trưởng hỏi lại. Cả hai im lặng trước câu hỏi của bộ trưởng. Đó là một câu hỏi thông thường, rất dễ trả lời. Nhưng để trả lời cho đúng, cho hay thì lại không dễ chút nào. Nào tiến sĩ Hàn,
Ông nói cho chúng tôi nghe đi. Hắn ậm ừ rồi chậm rãi. Theo tôi biết, có lẽ xuất phát từ quan niệm của Phật giáo, chó là kiếp sau gần nhất của con người, nó là hệ lụy của một kiếp người, mà kiếp người vốn đầy rẫy những xấu xa. Anh càng xấu xa khi làm người, thì sau khi hóa kiếp anh lập tức trở thành con chó. Đó là quan niệm của thuyết luân hồi. Như vậy trong quan niệm này, ăn thịt chó là ăn thịt người. Khá tủm tỉm, thuyết này hay đấy. Thuyết luân hồi đầy tính đe dọa, biểu hiện sự bất lực của loài người trước mưu ma trước quỷ. Con chó hay chính anh? Tiến sĩ Hàn bắt đầu hăng. Mà con chó, đặc biệt là ở phương Đông, là con vật ăn bẩn. Đó là sự trừng phạt. Xin lỗi thủ trưởng, anh em chúng tôi và Kha đều thuộc thế hệ cho chó liếm đít. Ngày xưa, và chắc chắn ngày nay vẫn còn, khi trẻ con bậy ra nhà, người ta gọi con chó đến bằng những cái tên như là Tô Tô, Quýt Quýt, hay đơn giản là Êu Êu. Con vật vẫy đuôi mừng rỡ, hăng hái xông vào dọn dẹp vệ sinh một cách hồ hởi. Có đôi khi con chó còn dùng lưỡi của mình làm giấy vệ sinh cho đứa trẻ. Khiếp, cậu nói gì nghe ghê quá, thôi đi. Kha van vì, cứ để cậu ấy nói, đúng đấy. Bộ trưởng cũng tủm tỉm khuyến khích. Sự thật là như thế. Nói tóm lại, con chó đại diện cho sự bẩn thỉu cũng như trong đạo hồi. Người ta quan niệm con heo là đồ dơ giấy, chạm vào chúng, ăn thịt chúng là ô uế. Nhưng với người dân thường Việt Nam chúng ta, chẳng có thuyết giáo gì hết. Thịt chó là món ăn ngon, bổ, rẻ. Hàn gắp một miếng nầm hấp, ba chỉ bỏ vào bát, gói ghém cẩn thận với lá mơ lông. Tiến sĩ nhấp một hơi rượu ngang rồi cười. Tiện đây, em xin hỏi thủ trưởng chuyện này. Dạo em còn làm báo có lan truyền một câu về ông phó thủ tướng trong một hội nghị của ngành thương nghiệp. Ông ấy phê phán dữ lắm. Đặc biệt là công tác điều hành quản lý giá cả thị trường. Ông ấy nói, cứ cái gì các anh quản lý thì khan hiếm đắt đỏ, chất lượng kém. Từ quả trứng đến miếng đậu, cái gì không quản lý thì vẫn phát triển tốt. Không tin các anh cứ ra quán thịt chó mà xem. Các anh chê, không quản lý, nó vẫn rẻ, vẫn ngon. Bộ trưởng lại được dịp cười chảy nước mắt. Chắc là từ hồi nào, chứ từ ngày mình được họp hội đồng chính phủ thì chưa nghe ai nói thế. Nhưng mà hình như cũng đúng đấy nhỉ. Thôi nào, tớ với các cậu làm hết ly này. Không ngờ Bộ trưởng Đức Hoàn, ông chính ủy ngày xưa, cũng thành thạo trong món ăn dân tộc này. Ông gói ghém, gắp, chấm, rất gọn ghẽ, sạch sẽ. Trong cái bát của ông hầu như không một chút mắm tôm nào dây ra. Nhìn ông ăn ông uống, ai cũng phát thèm. Ngô Kha nghĩ, chuyện ông phó thủ tướng tôi không biết, nhưng tôi kể câu chuyện này. Có một ông đại sứ của ta ở một nước phương Tây, vốn rất mê ăn thịt chó. Mà ở phương Tây các cậu biết rồi, họ quý chó lắm, không ăn thịt. Nhưng cánh Việt Kiều thì vẫn sơi như thường. Ông đại sứ cứ mỗi cuối tháng lại xuống khu phố Việt Kiều, vừa là để thăm hỏi bà con, chuyện trò cho đỡ nhớ nhà. Và thế nào cũng được chiêu đãi món thịt cầy tơ. Thế rồi ngoại giao đoàn nước chủ nhà phát hiện ra ông đại sứ Việt Nam khoái ăn thịt chó. Họ bèn nhắc nhở, tất nhiên là tế nhị theo kiểu ngoại giao. Các cậu thấy đấy, nào kể gì đẳng cấp, trong ăn uống thì thích thì ăn, tội gì cứ phải khụng khiễng. Thật hả thủ trưởng? Hắn hỏi với vẻ thích thú. Thật 100%. Tớ đã từng gặp ông này để xác minh. Thế còn cậu Kha, phát biểu đi chứ. Kha đã định chỉ ngồi nghe và lúc nào cũng thon thót lo. Đến đây câu chuyện có vẻ cởi mở, anh cũng tham gia. Tôi nghĩ người ta không ăn thịt chó bởi một lý do rất nghĩa cả. Chó là con vật nuôi trong nhà. Nó là con vật trung thành nhất. Từ rất xa xưa, nó giữ nhà, đi săn và còn giúp con người nhiều việc, kể cả cứu mạng. Có bao nhiêu câu chuyện, tác phẩm văn học kể viết về con chó, còn những con chó sống với chủ, đến khi chủ chết, nó cũng không chịu ăn, nhịn đói để được chết theo. Và có những con chó khôn như người, khi già chết cũng được làm ma, chôn cất như người. Chính vì lẽ đó nên có những người không ăn thịt chó. Bộ trưởng chăm chú chờ cho Kha nói, khi anh ngừng lời, đã lâu thì ông gật đầu. À, quan điểm này cũng rất đáng xem xét. Gần với phương Tây, phải không tiến sĩ? Mặt tai cổ của tiến sĩ Han đã đỏ lên. Mình hỏi cậu nha, nếu vậy tại sao thiên hạ vẫn dùng con chó để chỉ những cái gì xấu xa bị ổi nhất? Ví dụ như là đồ chó, ngô như chó, đều như chó. Kha cười đằng. Cái đó mình không hiểu sao lại thế. Có lẽ vì cái tính ăn bẩn của dòng họ chúng nó như cậu nói. Bộ trưởng nhìn hai ông quân đang gườm gườm nhìn nhau giàn hòa. Thôi được rồi, mình công nhận cả hai cậu đều có lý. Bây giờ các cậu cho mình trình bày ý kiến của mình với chứ. Mình sẽ kể cho các cậu nghe hai mẩu chuyện. Một là mình được chứng kiến, hai là câu chuyện của chính mình. Tất nhiên là xung quanh chủ đề chó. Câu chuyện thứ nhất.
Sau hòa bình năm 1954, gần nhà mình có một hàng cơm do một bà chủ đứng bán. Sau đó do cải tạo căn nhà thuộc về nhà nước, và bà chủ đi đâu không biết. Bà ta để quên lại một con chó vằn, con chó đực mới thao tháo ở tuổi vị thành niên. Trông nó rất xấu xí. Ngay sau đó căn nhà được phá đi để xây một cái gì đó mình không nhớ. Thế là con chó vừa mất chủ vừa mất nhà, nó lang thang khắp xóm, bới tung các hố rác, vớ được cái gì thì ăn. Đêm đêm nó nằm ngủ dưới đống gạch vụn. Cái đó mấy căn nhà có cha con ông già người Hoa, chỉ có hai cha con thôi, không thấy con đàn bà. Anh con trai tên là Chảy, mỗi ngày đi bán bánh quẩy trở về, nhìn thấy con chó, anh cho nó một mẩu bánh. Lâu dần thành thân thiện, thấy Chảy vừa đeo cái thùng sắt tay về là nó mừng, vậy đuôi tíu tít. Thương tình, Chảy đem nó về nhà. Từ đấy con chó nhận Chảy là ông chủ, và ngôi này là nhà của nó. Mấy năm sau bà chủ hàng cơm trở về, con chó vằn đánh hơi thấy chủ cũ, nó vẫy đuôi mừng, cảm kích trước tình cảm của nó. Bà chủ hàng cơm đến nhà Chảy xin chuộc lại con chó. Ông lão người Hoa nói với bà ta: thằng con tôi đưa nó về, bây giờ nó đã là một thành viên trong nhà này. Bán hay không là quyền của nó, bà đợi nó về mà hỏi. Chảy về, anh ta nghĩ một lúc rồi nói với bà chủ hàng cơm: bây giờ bà cho nó ăn, rồi đi. Nếu nó theo bà, thì con chó thuộc về bà, tôi không lấy một đồng nào. Còn nếu nó không theo bà mà ở lại với tôi, thì nó là của tôi. Bộ trưởng dừng lại hỏi: các cậu thử đoán xem, con chó nó theo bà chủ cũ hay ở lại với ông chủ mới? Tiến sĩ Han và Kha nhìn nhau, rồi lại nhìn ông Đức Hoàn dò xét. Lúc sau Kha nói: nó sẽ ở lại. Tiến sĩ nói: nó sẽ đi với chủ cũ. Ông bộ trưởng cười dễ dãi, tay cầm cái nập đựng rượu ngang để từ bên này sang bên kia mép bàn. Thôi được, tạm để kết cục của câu chuyện qua một bên. Rồi mình sẽ cho các cậu biết về cách ứng xử của con chó sau. Tiếp tục nha. Câu chuyện thứ hai. Sau ngày thống nhất đất nước vài năm, mình từ Liên Xô về nhận công tác ở Bộ Vật Tư. Lúc đó gia đình mình vẫn ở trong khu tập thể bên ngoài bãi sông. Tình hình an ninh thì có vẻ có vấn đề, nên anh em đến chơi khuyên mình nên nuôi một con chó, vừa là để vui, cũng vừa để nó giữ nhà. Mình cũng thích nuôi chó. Những năm ở bên Liên Xô, thấy có loại chó béc dê giống Đức Lai Nga, to, đẹp mà rất hiền. Và những buổi chiều thì dân Nga thường dẫn chó đi dạo và có đeo giỏ bịt mõm. Thấy khách lạ, nó chỉ liếc nhìn chứ không hề hung hãn. Nhưng nếu thả nó ra, bảo nó làm cái gì nó cũng làm. Từ việc nhặt cành cây đến bảo vệ quần áo trên bãi tắm, nó đều làm rất đắc lực. Ý mình muốn nuôi một con giống đấy, tìm mãi thì vẫn chưa có. Cũng có người khuyên nên mua một con chó con, nuôi nó từ nhỏ để dạy dỗ huấn luyện thì về sau nó mới trung thành. Thế rồi một hôm, đi qua khu chợ bán súc vật, mình thấy một con chó rất to, màu xám tro, ngồi cạnh một người đàn ông. Cả hai đều im lặng. Con chó to lớn cao hơn hẳn gã kia đang ngồi đầu gối quá tai. Họ ngồi làm gì nhỉ? Chắc là để bán thôi, chứ khu này là chợ gia súc, chim thú mà. Mình đến gần hỏi thăm, thì quả là tay kia muốn bán con chó. Bác mua đi, đây là giống chó Đức Lai Nga, to khỏe mà tinh khôn. Thằng em tôi đem nó từ bên ấy về. Tại sao ông lại bán nó? Mình nghi ngờ, biết đâu cha là chó ăn cắp, mua về không khéo thành ăn vạ. Chẳng sao cả, gã kia nhát gừng, hoàn cảnh thôi. Mình đã mê, phải nói là mê con chó này, thế là quyết định mặc cả. Số tiền bao nhiêu thì mình không nhớ, nhưng chắc chắn đó là một món tiền to. Đến khi chuẩn bị giao tiền mình sực nhớ ra. Này, nếu ông bán cho tôi mà nó không theo tôi thì làm thế nào? Bác cứ yên tâm, bác giao tiền cho em xong em sẽ bảo nó, quân này cũng vô tư lắm. Quả nhiên khi mình giao tiền xong, gã kia nắm lấy sợi dây xích đang xích cổ nó đặt vào tay mình và nói: đây, từ nay ông này là ông chủ của mày, mày phải nghe lời ông chủ mới, nghe chưa? Mình có cảm giác như đó là một lời dặn dò từ biệt của hai con người vì hoàn cảnh phải chia lìa. Nhưng không, con chó từ từ đứng dậy bước qua mặt ông chủ đi theo mình mà không hề ngoái lại. Các cậu bảo như thế là nó khôn không? Cả hai cùng im lặng, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của hai người cựu binh. Ông bộ trưởng biết họ cũng đang xúc động. Ông tiếp: trên đường ra xe ô tô, chẳng may sợi xích trên cổ nó tuột ra. Mình lo quá, chết cha. Hay là thằng bắn chó nó xỏ mình, cố tình để tuột xích rồi nó lại quay về với chủ cũ. Mình và cậu lái xe thì sợ, không dám đến gần vì lạ. Nhưng thật kỳ diệu, các cậu biết không? Con béc dê lại đi chậm chậm lại, chờ mình đến móc sợi xích vào cái cổ dê của nó, rồi nó mới nhanh nhẹn nhảy lên xe. Sau đó mình lại chưa về nhà ngay. Đến cơ quan, mình móc sợi xích vào hàng rào, bảo nó: ở đây, chốc nữa về nhà.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống. Mình vừa quay đi thì thấy có người hét lên thất thanh. Ngoảnh lại đã thấy con chó nhảy bổ lên cắn chặt cổ tay ông bạn phó của mình. Thấy mình quay lại, nó nhìn mình như muốn ngậm cổ tay áo ông kia. Mình quát, béc, buông ra. Nó nhả tay ông kia ra, lại quay về chỗ cũ. Ông bạn mình bị một phen khiếp vía hồn hền. Em thấy anh về có con chó, đang định hỏi mua ở đâu. Nào ngờ vừa đến sau lưng anh, định đưa tay lên vỗ vai anh, thì nó xông vào. Chắc nó tưởng em định tấn công anh. Thật đúng là chó. Các cậu bảo đó là một câu khen hay là một câu chửi? Kha ngồi im lặng, ngó sang bên kia con rạch. Nơi đó vẫn mịt mùng sau rặng dừa nước đầy muỗi mòng. Tiếng reo hò hoan hỉ ở mấy bàn cách biệt sau tấm liếp lá dừa vọng sang. Hình như có tiếng sấm đầu mùa. Trên cao là bầu trời vòi vọi, lập lòe ánh sao. Bầu trời phố u ám, vô cùng vô tận. Đột nhiên anh rời khỏi câu chuyện chó má mà nghĩ về Mỹ Liên. Hẳn cô bé giờ này đang trong vòng tay một gã đàn ông nào đó. Có thể một ông sang trọng hào hoa, mà cũng có thể là một tên sở khanh đàng điếm. Em, mỹ nhân dưới đáy, như lời tiến sĩ Han đã phán, buồn thật. Tiến sĩ Han thì cúi đầu nhìn xuống đôi dép nhựa tái sinh của mình. Anh đang cố phán đoán ý nghĩa từ hai mẩu chuyện chó. Ông này trải qua thực nghiệm hay sáng tác thành một ngụ ngôn. Câu chuyện đầy tính ngụ ngôn, nhưng cũng rất hiện thực. Cuộc đời đan xen giữa ngụ ngôn và thực tế xanh tươi. Ông bộ trưởng tự thưởng cho mình một ly rượu nhỏ. Tiểu lượng của ông khá, sức bền ngồi của ông cũng không vừa. Nhìn hai cậu học trò tóc bạc lốm đốm đang suy tư, ông cười. Thôi, các cậu đừng phải mất công suy nghĩ về câu chuyện bông phèn của mình. Mình không có khiếu kể chuyện của nhà văn, chỉ thuật lại những gì đã chiêm nghiệm mà thôi. Em hiểu rồi, có hai loại thái độ đối với một mối quan hệ. Con chó rất trung thành, nhưng không hề trung thủy. Đó chính là cái chất chó của chúng. Có thể suy rộng ra được không anh? Ông bộ trưởng Dục Kha rất dịu. Mình uống với các cậu ly này nữa thôi nhé. Đến đây vừa đủ. Cả chuyện chó lẫn chuyện người đều là chuyện ông phèn lúc trà dưới tửu hậu. Không nên để ý nhiều. Ông có vẻ rào đón. Mình mong các cậu hãy suy nghĩ để tỉnh táo mà sống. Phải sống cho có ý nghĩa. Tiến ông bộ trưởng ra xe, hai chàng lãng tử là Ngô Kha và tiến sĩ Han trở lại bàn, ngồi uống nốt chỗ rượu kia, Kha nói. Câu chuyện của ông Hoàn thật thâm thúy, mà cậu cũng là tay thông minh. Đúng là con chó chỉ trung thành với chủ khi chủ cho nó ăn và kêu mang nó. Khi anh không còn là chủ của nó sẽ sẵn sàng ngoài mặt đi. Cái chất chó nằm ở đấy, thế mà mình không nghĩ ra, tiến sĩ Han nói. Và vì thế, người ta khi gặp thất cơ lỡ vận vẫn hay rủa xả rằng đời thật chó má. Bữa rượu hôm nay đáng giá với mình lắm. Tiến sĩ mệt mỏi ngửa cổ lên trời. Cậu nhìn lên kia mà xem. Chi chít sao? Ngôi nào cũng sáng, cũng lấp lánh. Ngô Khả nói. Đúng thật. Cậu tinh mắt thật đấy. Chúng ta vừa bày một bữa tiệc dưới sao trời để luận về một loài súc vật. Cậu say chưa? Tự nhiên mình muốn uống nữa. Tiến sĩ Han can. Đủ rồi. Anh Đức Hoàn là người tốt. Chỉ tiếc người tốt lại ở quá xa. Cậu có biết ông ấy vào đây vì việc gì không? Han lè nhè. Một ông thượng thư đi mây về gió thì ai biết được. Kha làm như không để ý. Vụ án bên nhà năm tụ. Thầy trò cậu đã điều tra đến đâu rồi? Bế tắc. Chỉ biết là bọn cướp có vũ trang. Kha lắc đầu. Thế mà cũng đòi làm thám tử. Hôm ấy nhà năm tụ rất đông khách. Đúng. Thế cậu có biết hôm đấy là ngày gì không? Chịu. Là ngày giỗ anh vợ năm tụ. Mà anh vợ năm tụ chính là thằng Bảo lái xe Honda cho chính ủy Đức Hoàn ngày xưa. Tiến sĩ gật đầu. Có nghe. Và đêm đó ai bắn năm tụ cậu có biết không? Không. Ngô Kha uống một hơi cạn ly. Đó là thằng Tài, phó của tụ. Han ngạc nhiên, những đường gân trên trán nổi vồ lên. Sao lại thế? Làm gì có chuyện? Có chuyện đấy. Tên Tài vốn là một tên đệ tử trung thành của tụ. Phải nói là cực kỳ trung thành. Bọn họ đã kết với nhau như một bằng rất nhiều lý do. Tam hợp, ngoan ngoãn dễ bảo, lại nợ nần ân oán. Thế thì làm sao họ bắn nhau được? Ngô Kha buồn bã nhìn sâu vào mắt Han. Vì thế, ông bộ trưởng, người đỡ đầu cho năm tụ, cho cái tổng công ty mà năm tụ làm phó, trong tương lai anh ta sẽ ngồi vào cái ghế tổng giám đốc, phải vội vã bay vào, và ông đã thất vọng.
Vậy là hai mẩu chuyện về chó lúc nãy là có ý đồ. Mình không biết, nhưng quả thực tớ nghe thấy có vẻ liên quan đến sự kiện này. Trên trời, sao sáng lại hiện ra. Bỗng ngay giữa đen thẳm vô biên, một vệt sao băng rạch nghiêng kéo dài về tận cuối trời, bên kia thành phố. Hắn ngửa cổ nhìn lên lẩm bẩm. Lại một vì sao xa, một linh hồn bay vào vũ trụ. Cậu tin thế à? Kha cũng ngả người trên ghế. Thì cứ cho là thế, liệu tụ có qua khỏi hay lại như vệt sao băng kia? Chắc là qua được. Nếu chúng đàn vào giữa ngực mà không chết ngay, thì chắc là chưa trúng tim. Thằng Tài bắn rất gần bằng một khẩu cạc bin. Đêm ấy mình cũng nghe tiếng súng, và biết đó là cạc bin. Hai người cứ nói chuyện như thế với nhau rất lâu. Họ nói với nhau, nói với sao trời, với quá khứ, với rượu ngang. Đến khi mỏi cổ, Kha nhìn xuống trần gian, và anh vô cùng kinh ngạc. Giữa trần gian hăng hăng mùi bùn và nồng nặc mùi rượu này, một tiên nữ hiện ra. Mỹ Liên. Mỹ Liên mặc một bộ quần áo màu đen bằng một thứ hàng mềm và mịn như hơi nước. Trong dáng đứng nghiêng nghiêng, mang một vẻ nũng nịu, mái tóc đen huyền chảy xuống đôi vai trần trắng muốt. Đôi mắt đen lấp lánh dưới cặp lông mày nhíu lại, làn môi son tươi mọng mấp máy. Kha không thể nói được câu gì, anh như người vừa từ cõi trăng sao trở về. Anh tiến sĩ. Tiếng Mỹ Liên thảng thốt. Tuy gọi anh tiến sĩ nhưng tất cả sự thảng thốt trong đôi mắt ướt lại dồn về Kha. Tiến sĩ Han thì không tỏ ra ngạc nhiên. À, Liên, em đến lúc nào vậy? Quán xá thế nào? Ế quá đi anh ơi, các anh ngồi đây từ chiều đến giờ, khiếp, nhậu gì mà nhậu lấy chết hả? Kha này, Han lay vai bạn, thấy ai đây không? Mỹ Liên hả? Trông em lạ quá. Ngô Kha nói nhỏ, anh định hết chỗ này về chỗ em. Mỹ Liên ngồi xuống ghế đối diện với Kha, nhưng lại quay mặt đi. Về? Về đâu? Anh mà còn nhớ tới ai? Thôi mà, anh nói thật mà. Không tin, em cứ hỏi anh tiến sĩ coi. Tiến sĩ cười khà khà. Cô này hay thật đấy. Ai nói mà biết ông bạn tôi ngồi đây là thằng Bèo hả? Em qua nhà anh. Chế nói anh có bạn đang ngồi ngoài này. Lúc tối em tới nhưng thấy có ông nào lạ hoắc à. Han chân tình. À, đó là ông sếp cũ bọn anh. Thôi đừng giận nữa. Về bền đi. Kha lặng lẽ theo Han về quán hai chị em. Chỉ hơn 100 mét. Nhưng sau Kha thấy nó dài lê thê, đôi chân anh mệt mỏi đi bên cạnh Mỹ Liên, còn Han tụt lại đằng sau. Quán vắng, Han nói to. Cho một cà phê đá để về nào. Ôi trà ơi, buồn ngủ. Trong khi Kha vẫn còn đang quậy đường, thì tiến sĩ đã uống xong ly của mình. Mai gặp lại nha, ông bạn. Han giơ tay chào Kha theo kiểu nhà lính. Mỹ Liên này, em mà làm anh bạn anh giận là anh giật sập quán, hết bán buôn gì nữa nghe chưa? Chào. Han đi rồi, Kha càng bối rối. Hai tay anh nóng bừng, không phải vì rượu. Rượu đã tan từ lâu. Một cảm giác hồi hộp, bâng khuâng và cả nỗi lo âu dâng lên trong tận sâu thẳm. Kha nhìn Liên đang lặng lẽ vắt những miếng chanh tươi vào ly. Đôi bàn tay nhỏ bé run run, phập phồng. Anh uống đá chanh cho tỉnh. Không ỷ y so bì với anh tiến sĩ được đâu. Anh khỏe như voi. Liên này. Kha ngập ngừng. Bữa trước em tới kiếm anh hả? Liên ngước lên nhìn anh. Trong bóng tối lờ mờ, anh nhận thấy hai đốm lửa nồng nàn. Em chờ hoài, anh đi đâu vậy? À, anh ra Long Khánh công tác. Kiếm anh có chuyện gì thế? Có chuyện, nhưng em ngại quá. Kha cố sức đoán xem đó là chuyện gì, nhưng không thể đoán nổi. Có gì đâu mà ngại. Nếu giúp được em, anh làm ngay. Em muốn nhờ anh kiếm cho em một việc làm. Mỹ Liên nói nhanh, dường như cô sợ không nói ngay thì sẽ không còn kịp. Kha thở nhẹ ra. Tưởng gì, em làm anh hồi hộp quá. Thế em định làm việc gì? Việc gì cũng được, em chỉ muốn làm việc. Kha nghĩ ngợi. Việc nhà nước thì khó lắm, mà anh cũng không quen biết nhiều. Còn ở công ty trách nhiệm hữu hạn thì... Mỹ Liên không để Kha nói hết. Không, em không cần làm nhà nước, cũng chẳng cần công ty. Em chỉ muốn có việc làm, bán rau, bán chanh ớt ngoài chợ, hay làm ô xin, giặt thuê, việc gì cũng được. Kha không hiểu, anh hoang mang. Sao thế? Bất ngờ Mỹ Liên úp hai bàn tay lên khuôn mặt vừa non nớt vừa già dặn, ngửa trên đầu gối, hai vai cô rung lên hồi lâu. Em muốn có được việc làm, như chị vợ anh tiến sĩ. Rồi bất ngờ cô ngẩng lên, vươn tới Kha, hai tay cô nắm lấy tay anh. Anh,
Em muốn được như chị vợ anh tiến sĩ, được làm việc, được vất vả, được tôn trọng, thương yêu, anh. Chẳng lẽ em lại không làm được như chị ấy hay sao? Em biết em xấu xa, tội lỗi. Em là đứa con gái hư hỏng, đáng bỏ đi, đáng để cho người đời phỉ nhổ. Nhưng em muốn làm việc, muốn được như vợ anh tiến sĩ, như mọi người. Kha lặng lẽ vuốt mái tóc đổ xuống bờ vai cô gái. Anh thấy mình đang đứng trước lời cầu khẩn của một đứa em. Thấy Kha im lặng không nói, Mỹ Liên càng nức nở. Anh hãy nói cho em biết, em còn có thể được thương yêu, được tôn trọng, được làm việc nữa không? Làm việc gì cũng được, dù phải vất vả, cực nhọc, phải đổ mồ hôi, đổ máu, em cũng làm. Anh nói đi. Nước mắt cô gái từng đợt chảy xuống tay Kha, thấm vào ngực áo anh. Anh nâng cằm Mỹ Liên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô. Được, nhất định được, anh hứa. Mỹ Liên choàng lấy cổ Kha, cô nhỏ bé như một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay anh. Kha hít một hơi dài, khẽ lắc đầu rùng mình. Cảm giác ngọt ngào được tin cậy, được chở che, làm anh nghẹt thở. Ngô Kha ngửa lên bầu trời qua tán lá dừa. Đêm đã khuya và trong hơn, một bầu trời chi chít sao đang sáng lên rực rỡ. Anh chờ một vệt sao băng, nhưng mãi vẫn không có. Kha nâng khuôn mặt Mỹ Liên hướng lên bầu trời sao sáng bạc. Em nhìn kìa, thấy gì không? Thấy gì hả anh? Sao? Trời đêm nay toàn những ngôi sao. Một bữa tiệc sao vui. Mỗi một ngôi sao là một số phận phải không anh? Em nghe người ta nói thế. Đúng rồi, em giỏi lắm. Kha khen Liên. Thế ngôi nào của anh? Ngôi nào của em? Ngôi sao của em thì anh chưa biết. Còn ngôi sao của anh? Thì nó đang ở đây này. Kha nói, và anh hôn lên trán cô gái. Phần viết thêm cuối sách. Thưa bạn, câu chuyện tôi vừa kể với bạn đã đến lúc phải kết thúc rồi. Còn nói thêm đôi dòng trong chương chót này, không khéo hóa thừa. Thế nhưng khi chấm cái dấu chấm hết vào cuối sách, tôi cứ không yên tâm. Tôi cũng không biết là mình không yên tâm về cái gì, về ai. Nghĩ mãi không ra nên đành bắt chước các nhà văn đàn anh. Tôi cũng xin viết thêm một đoạn sau của cuốn sách, không nằm trong nội dung cuốn sách, cũng ngắn thôi, để khỏi phiền bạn đọc. Câu chuyện trong cuốn sách mỏng này vốn là một chuyện ở ngay chỗ tôi làm việc. Chuyện xảy ra ở tầng lầu dưới, khi tòa soạn của tờ báo nơi tôi làm phóng viên ở tầng trên. Chúng tôi và vài nhân vật trong sách đi cùng một cầu thang máy, nhìn rõ mặt nhau, rất gần. Sáng hôm ấy, khi đến làm việc, nghe kể lại câu chuyện, tôi không thể nào tin được. Cho đến khi mọi người cùng kể lại, rồi báo chí loan tin đồng loạt và tỉ mỉ, và tôi không gặp, không thấy hai nhân vật kia nữa, thì tôi biết là có một sự thật như thế. Họ đã bắn nhau. Nếu ai mà không tin, hãy đọc báo. Và nếu vẫn chưa tin, xin liên hệ với chúng tôi. Tôi sẽ cung cấp địa chỉ để thẩm định tính trung thực của câu chuyện. Nhưng với tư cách là một người viết văn, tôi hiểu rằng không phải hết cứ một sự thật nào cũng đều có thể viết ra được. Nhất là viết để sao cho có hình tượng, để truyền tải tư tưởng của nhà văn, cụ thể là tôi, người kể chuyện. Bản thân sự thật chỉ có thể đưa lên mặt báo chí, có thể tồn tại mãi mãi trong những tin đồn, những cuộc trò chuyện lúc trà dư tửu hậu, ở những quán xá vô công rồi nghề. Khi vụ án đã xử và mọi sự đã kết thúc, sau một thời gian rất lâu, tôi không nghĩ là mình lại viết được thành một câu chuyện. Nhưng rồi một cái gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi cứ suy nghĩ mãi về hiện tượng này. Gần đây ý nghĩ của tôi càng lúc càng nặng nề. Tôi đem ý định viết lách ra nói với bạn bè, được sự cổ vũ quyết liệt và chân thành của các đồng nghiệp, của những bạn đọc biết tôi, của những bạn bè thân thiết. Tôi bắt tay vào viết, nhưng khi viết tôi thấy bí, bởi vì anh không thể bê nguyên si câu chuyện vào được. Cái ác vốn dễ mô tả, dễ làm anh sa đà, vì nó biến dạng ra thành trăm ngàn hình trạng, thậm chí có lúc nó ẩn mình dưới dạng chỉ được cái tốt. Nó xa lạ với ý nghĩ chân thiện mỹ, nó xa lánh người thường, nhưng nó lại là một cái gì đó lấp ló, khêu gợi tính tò mò của người thường. Khi viết, để câu chuyện không bị lẫn lộn, và cũng để gây cảm hứng mô tả, tôi đã để nguyên tên họ,
chức vị, lai lịch của các nhân chứng và nạn nhân trong câu chuyện. Khi viết xong, thấy có điều bất tiện, và nhờ ở kỹ thuật tuyệt vời của máy tính điện tử, tôi đã đồng loạt đổi tên các nhân vật vốn có thật sang những cái tên khác, do tôi ngẫu nhiên nghĩ ra. Nếu chẳng may có một cái tên nào đó còn trùng với người thật, thì đó là do thiếu sót tại tôi, mong được tha thứ. Có một người bạn gái mà trong chuyện tôi đặt tên là Hảo, sau khi được tôi cho xem bản thảo đã hỏi tôi, câu chuyện không có Hậu, tương lai những nhân vật của anh sẽ như thế nào? Tôi đáp, theo đúng sự thật ngoài đời, Trịnh Quang Tủ đã chết, dù tốn kém bao nhiêu tiền bạc, công sức cũng không cứu được. Còn Tài, tên sát nhân hiền lành thì bị xử theo pháp luật. Y nhận án tử hình. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, người ta đã thi hành án. Trước lúc đem y ra bắn, những người thực thi pháp luật đã dọn cho y một bữa ăn, gồm có 2 cái bánh bao, 1 cái đùi gà và 1 chai nước suối La Vi. Y ăn thong thả, từ tốn và không có gì phải lo lắng, sốt ruột. Người ta bảo y vốn là một tay đã được rèn luyện thử thách và dám đón nhận cái chết. Những người giải y ra pháp trường còn kể lại rằng, khi ăn hết 2 cái bánh bao, nhặt từng mẩu vụn, nhìn thấy một quả chanh tươi rất to nằm cạnh đấy, Tài đã cầm lên, ngắm nghía, rồi bỏ vào miệng, cắn một miếng. Y vốn có bộ răng rất khỏe. Nước chanh tràn ra 2 bên mép mà không hề nhăn mặt. Một người thấy thế toan giằng lấy, nhưng người khác giữ lại, nói nhỏ, cứ để anh ta ăn, thế chút nữa. Đó là quả chanh để nhét vào miệng kẻ tử tội, để y khỏi la lối trước họng súng. Quả nhiên, khi chuẩn bị nhận những viên đạn của công lý, Tài không kêu la, mà chỉ đồng ý để người ta bịt mắt cho y. Cô Nhung Mắt Nai, vợ cũ của Tài, đến nhận xác, chôn cất tử tế, có dựng một tấm bia nhỏ ở không xa chỗ mấy cây cột gỗ là mấy. Còn những nhân vật khác, cậu Tiến, con của Tụ và Bích, sau khi mãn khóa học từ Anh Quốc về, có đến thắp nhang và khóc trước mộ cha, nhưng không đả động gì đến tên Tài. Còn ngôi biệt thự sơn màu đồ ngủ đàn bà thì bán đi, cho ai thì không biết. Mẹ con Bích mua một căn hộ khác trên tầng 7 một chung cư mới xây. Họ yên ổn. Chi nhánh công ty Trandeco có giám đốc mới. Kha, Hảo vẫn làm công việc như cũ. Mọi việc thuận lợi nhờ rút kinh nghiệm của ekip Tụ và Tài. Ở xóm Mà Cùi, tiến sĩ Han đã dọn đi nơi khác. Không biết đi đâu. Lê Quốc Hán đã trả lại cái học vị tiến sĩ cho xóm Mà Cùi. Bèo Trột, Tư Khỉ, thằng Marco vẫn thế. Cũng như quán thịt chó Nam Hà của vợ chồng Sản Huê vẫn thế. Chỉ có điều, Kha có lấy cô Mỹ Liên, chủ quán cà phê 2 chị em làm vợ hay không, thì vẫn là điều bí mật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 và cũng là tập kết thúc của Phản Trắc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, ủng hộ của quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những nghèo điều kể những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.